Con gì? Con rắn. Con rắn á? Con rắn nó nói chuyện. Con gì đây? Con gì đây trai? Không phải con rắn. Không phải, nó đang dùng là con gì đây? Con gì đây? Không phải con rắn. Con gì đây các bé, con gì đây? Con rắn á, không phải. Đây là con gì? Đây là con ấy. Đây là... đây là con gì? Không phải. Con gì đây? Không phải. Con rắn. Giọng ngọt ngào. Con rắn à? Con rắn nó. Có phải không? Đây là con. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến. Yeah, man. Mèn đó đúng không người ông? Nhìn lên. Con dế mèn đó. Nha. Con dế mèn. Không phải con rắn ở đây này, con dế mèn con thấy nó có hai dâu nè. Đây này con thấy không? Con thấy con dế mèn đây, con dế mèn nhỏ nó được, con dế mèn đây nó to. Con dế mèn nó có hai dâu rồi thấy không? Nó có cánh này, có chân không? Trai thấy con gì đây? Trai bảo con gì đây? Con gì? Con dế mèn. Trai thấy dế mèn chưa? Không phải. Không phải à? Con rắn. Con rắn á. Con dế mèn. À đây là con dế mèn đó, thấy không? Không phải. Đây nè, cái dế mèn càng của nó kìa. Càng của nó đó, con thấy không? Con thấy con dế mèn, đúng con dế mèn không? Cơ chính là không phải. Không phải á? Con dế mèn. À đúng rồi. Đó, con dế mèn, con nhìn thấy rõ con dế mèn chưa? Nó bị kẹt trong măng. À, nó bị kẹt ở trong ghế rồi đúng không? Nó bị kẹt quá. Ừ. Nó bị kẹt. Ờ, à, đó, đó, đó. Nó đang làm gì đây? Nó đang vươn dâu nè. Nó hai cái dâu à. Đó, nó có hai cái dâu nó dựng lên nè. Nó đang dò đường đó. Nó đang dò đường để đi đó, thấy không? Nó bị kẹt quá. Bị kẹt không? Nó là thấy không? Bố nó thế. Thấy chưa? Con gì? Không phải. Con rắn. Con gì trai? Không phải. Ừ, con rắn. Con rắn á? Con rắn nó bên ơi. Trời ơi mới nói vậy không phải. Đây là con rế màng. Con rế màng hả? Rế màng phiêu níu ký. Đó con thấy cái chân của nó dài nè. Thấy hai cái càng của nó nè. Nó có bốn cái chân. Thấy chưa? Con rế màng nó có cánh này. Nó có hai cái dâu này thấy không? Dâu nó bay này. Thấy chưa? Sao? Sao? Bố ơi. Sao? Cái dâu nó à, cái dâu nó dò đường nó con thấy bố, không? Bố ơi, cái dâu cái mắt nè. Đúng rồi, cái mắt kìa thấy không? Con thấy cái mắt không? Thấy không? Đây cái dâu á, cái dâu ở đây chạm vào cái dâu của nó cặp này. Đó, à, thấy không? Đó, à, cái dâu đấy, cái dâu nó hoạt động thấy không? À, thấy không? Thấy cái dâu nó hoạt động không? Thấy chưa? Cái dâu nó hoạt động rất mạnh nè, bố chạm tay vô con thấy nè. Đấy đi chưa? Nó cũng vô lên. Thấy chưa? Cái dâu của nó là cái dâu này nó dò đường nó hoạt động được, thấy chưa? Thấy chưa trai? Thấy chưa? Học nha. Đây là con dế mèn, nghe chưa? Con dế mèn hả? À, con dế mèn đó. Phải biết con dế mèn nha. Đấy, nghe chưa? Đây, bố chạm tay vào dâu. Ờ đấy, thấy chưa? Con dế mèn đó. À, con dế mèn nó đúng rồi. À đúng rồi, con dế mèn nó nằm ngủ, đâu nó ngủ đâu. Tối rồi con dế mèn. Nó quay đâu rồi? Nó quay đâu? Trời ơi, nó quay đâu, nó nằm sát vô chân ghế luôn kìa. Nó xoay đầu rồi đấy, nó bắt đầu nó động tĩnh nó chạm nó quay ra rồi chết. Đó nó thấy không? Nó phản ứng. Nó phản ứng khoa học á. Ờ thấy không? Phản ứng hoa học đó, nó đang phản ứng đấy đấy thấy không? Dế mèn to. Đây nhóm đằng sau của nó này. Bố, mẹ ơi, con dế to. Đó thấy không? Đây hai cái chân của nó này đây, thấy chưa? Trai thấy chưa? Trai thấy con dế mèn hai cái càng của nó chưa? Con dế mèn mèn tức quá nó. Ừ đúng rồi, đó thấy dế thấy càng của nó chưa? Đấy nó bò đó đều xem nha. Đấy chân nha. Ấy, thấy chưa? Ấy. Cái càng của nó chưa, thấy cái dâu của nó chưa, dâu của nó phản ứng rất mạnh luôn đấy, chạm vào dâu của nó dâu phản ứng rất mạnh luôn. Lùi vào đây đấy, thấy chưa? Lại quay đầu vào đây này, thấy chưa trai?
thấy dế mèn to không? Trai thấy dế mèn to không? Nó bay trong nhà đó. Đó, thấy không? Đấy. Đấy. Ừ, trai thấy dế mèn to không? Ừ. Bắt nha. Bắt con dế mèn này chứ không là tối là nó kêu là nó không ngủ được đâu. Con mà nó nói đi mẹ. Ờ bắt nha, để bố bắt con dế mèn này nha. Mẹ nó ngủ nha. Mẹ đi về mẹ đi. Ờ dế mèn đi mà. Để bố bắt nha. Rồi, bắt được rồi. Bắt được con dế mèn đây rồi, thấy chưa? À đây bố bắt được con dế mèn rồi. À, bố bắt được con dế mèn rồi, thấy chưa? Thấy chưa? Có bắt con mèn nữa nha. À, bắt được dế mèn rồi đó, thấy chưa? Thấy chưa? Hả sao? Bố. Sao? Bố cái chân này bố. À, cái chân nó cái càng của nó đó. Thấy, ui cái bụng nó thở này thấy không? Thấy, thấy. Con dế mèn. Không phải. Bố nhìn này bố. Nó cháy. Cái bị kì cười. Ờ. Nghe con bố con bố ơi. Ừ. Bố con đi mẹ đi. À tôi thả dế mèn ra nha. Thả dế mèn nha. Thả dế mèn nha. Thả dế mèn ra nha. Thả dế mèn đi về mẹ đi. À. Dế mèn đi về mẹ nha. Không được vào đây nữa nha. Rồi đi đi. Đi về mẹ đi. Không được vào đây nữa nha, đi đi. Đi đây. Rồi xong rồi đuổi dế mèn đi rồi. Đâu phải cậu. Mai dế mèn đi rồi. Dế mèn đi mẹ. Đi kìa nó ngoài đây nè. Đâu. Ờ nó ngoài đây nè. Nó ngoài rồi, bay rồi, nó đi rồi. Nó bay dế mèn.